giống như người nhà nông đó thưa chư vị. Nếu mà có cái hạt giống tốt, thật là tốt, mà tìm được cái miếng đất rất là tốt, rồi lại có phân bón, có nước rất là tốt, đó, phân tốt, nước tốt. Nhưng mà nếu gieo không đúng thời vụ, đất tốt, giống tốt, nước tốt, phân tốt mà không đúng mùa thì cũng không có lên. Thí dụ như mùa đông nó lạnh quá, đất nước đều tốt hết, hạt giống tốt mà gieo nó không lên. Lý do đơn giản là mùa đông nó không lên nổi. Cũng thế, nếu gieo vào mùa xuân thì hoa nở, cho nên mùa xuân hoa nở đấy, mà mùa thu thì hoa tàn. Điều đó nói cho chúng ta biết cái gì thưa chư vị? Quy luật của vũ trụ nó xoay vần như vậy, nó vô thường. Và nếu chúng ta muốn làm các việc gì phải biết đầy đủ nhân duyên với thời đó, đúng thời làm đúng việc. Nếu không làm đúng thời thì sẽ không có thành tựu. Cái thời nó cũng rất là quan trọng, đúng lúc đúng chỗ. Ngạn ngữ Việt Nam có một câu: uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Thưa chư vị, không phải là le lưỡi lên rồi uốn lên 7 lần rồi mới nói, không phải vậy. Mà 7 đây nó gồm có con số 4 với cộng với con số 3. 4 đó là Đông Tây Nam Bắc, tức là không gian. 3 là quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là thời gian. Tức là nói đúng lúc đúng chỗ thì nó mới có hiệu quả. Đúng lúc đúng chỗ mới có hiệu quả. Khi người ta giận thì ta chớ có biện minh mất công, nó không nghe đâu. Cái giận, cái lỗ tai nó giận à, chứ không phải cái tâm nó giận đâu. Cái lỗ tai nó giận, con mắt nó giận, cái mũi nó giận, cái miệng nó giận, nó không còn thấy được cái gì hết, nó không còn nghe được cái gì hết, nó không còn nhìn được cái gì hết. Bởi vậy á, thấy mà chỉ là cái thấy thì có nghĩa là trong cái thấy ấy nó không có ngã. Vì hễ còn có cái ngã tôi thấy thì thưa chư vị, có đúng có sai, có tham có sân, có si, và như vậy cái thấy nó không đúng. Đơn giản lắm quý vị, nhưng mà khó thực hành lắm. Phải thực hành miên mật rồi mới thấy như nó là đó, tức là thấy thực sự. Thấy nó là cái gì? Là năm uẩn, chứ không phải thấy cái bông là cái bông, không phải. Thấy cái bông chỉ là năm uẩn, con người chỉ là năm uẩn, vợ chồng đều là năm uẩn, nợ nần với nhau thì kết hợp, mà hết nợ rồi thì phải đi. Một người chết, một người ly dị, một người đi tu, vân vân, không còn ở với nhau nữa, tại vì hết nợ rồi. Cho nên đừng vì thế mà níu kéo kiếm ông chủ nợ hay là bà chủ nợ đó, nó tiếp tục ở lại đây, tôi trả tiếp hay là tôi bồi dưỡng, nguy hiểm quá. Nếu tiếp tục mà nó dư thì sao thưa chư vị? Kiếp sau quay lại để thanh toán hợp đồng chứ, nợ nần sổ sách còn đó, thanh toán nữa. Dẫu là có thương nhau, có tốt cách mấy đi chăng nữa, thì quý vị nên nhớ một điều: trong cuộc sống chúng ta thế nào cũng có làm lỗi, mà hễ làm lỗi tức là tạo nghiệp. Tạo nghiệp là thưa chư vị tái sanh, mà hễ tái sanh thì còn khổ nữa, vô vô lượng kiếp. Tại vì không biết kiếp này á mình được làm người, nhưng mà kiếp sau á thưa chư vị chưa chắc được sanh ra làm người. Trong kinh Đức Thế Tôn đã dạy 99.99% chúng sanh loài người sau khi chết đầu thai vào hai cảnh giới đó đông lắm. Hai cảnh giới gì thưa chư vị? Súc sanh, ngạ quỷ.
ngạ quỷ là cô hồn quỷ đói á. Cho nên nhà chùa cứ thỉnh thoảng cúng cô hồn. Hồi xưa ở Tuệ Tâm á, sư cô Minh Tuệ cứ chiều chiều đến đem ra ngoài cổng nó cúng cho cô hồn. Cô hồn không dám vào, nó chỉ ở ngoài cổng thôi. Tại vì có chư Long Thiên hộ pháp, có chư thiên nó hộ trì trong chùa, thành thử ra nó không dám vào, nó chỉ đứng ngoài à. Khi nào thỉnh nó vào nó mới được phép vào, còn không có đem ra ngoài cổng cúng. Đói khát triền miên, đói khát triền miên, những người chết nó khổ lắm quý vị. Quý vị tưởng tượng đi, hàng ngày quý vị ăn, mà nếu không ăn á, một ngày thấy nó khó chịu, mà không ăn 10 ngày á là thấy nó cồn cào, mà không ăn một tháng là muốn xỉu. Không chết nhưng mà nó phiền não. Thế thì thưa chư vị, cái người chết mà không được ăn á, cô hồn á, ngạ quỷ á, nó gọi là quỷ đói á, đói triền miên. Và ai lọt vào đấy đây thưa chư vị? Chúng sanh loài người 99.99%, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bà con, cô bác, nhiều đời nhiều kiếp của mình ở trong. Ngài A Nan lên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu mà cúng á, cho người thân nhân, mà nếu người thân ở trong giới ngạ quỷ á, thì mới được thọ nhận. Nếu nó tái sanh làm súc sanh hay là chư thiên thì nó không có, không được hưởng. Như vậy cúng mà nếu trong cái cõi ngạ quỷ không còn thân nhân nữa thì sao? Đức Thế Tôn nó không bao giờ, thế nào cũng còn thân nhân của mình ở trong đấy, không bao giờ hết. Đấy, Đức Phật đã khẳng định. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải khởi tâm từ, trước hết thương mình. Tu tập làm sao để đừng tạo nghiệp ác, để đừng tái sanh khổ nữa. Tái sanh mà rủi làm ngạ quỷ súc sanh thì có phải khổ không? Nhất là làm súc sanh khổ lắm. Làm cái con chim bay chăng nữa cũng vẫn khổ như thường. Không có con gì không khổ. Tại vì tất cả chúng sanh đều chịu một cái quy luật sanh, già, bệnh, chết. Khổ là như vậy đó. Cái quy luật đó nó không chừa ai hết. Cho nên phải thấy rất rõ, nó chỉ là năm uẩn, thân chỉ là năm uẩn. Năm uẩn thôi. Sắc thọ tưởng hành thức. Ngoài cái đó nó không có gì hết. Mà năm uẩn này tạo nên nghiệp. Ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, nhất là khẩu. Nặng lắm quý vị. Và hễ càng tạo nghiệp thì sanh ra bệnh. Bệnh do nghiệp là đa phần. Còn lại một phần do vật lý, do ăn uống, do thói quen thì cũng là nghiệp nữa. Có loại nghiệp mà hiện tại đó, ăn uống, ngủ nghe, ngủ quá cũng bệnh, ăn nhiều quá cũng bệnh. Đấy. Cho nên phải biết điều độ. Thế thì thưa chư vị, chúng ta tu tập, chúng ta luôn luôn nhớ một điều, cái nghiệp theo chúng ta tới chân trời góc biển. Cho nên cố gắng bớt đi, bớt mắt, bớt tai, mũi, người, lưỡi, thân, bớt nghe những chuyện ngoài đời, thị phi, bỏ. Cái lỗ tai á, ai nói gì xin lỗi, không cãi nữa. Cãi làm chi? Gây oan trái, ký thêm hợp đồng phải không? Kiếp sau quay lại, kiếp sau quay lại gặp nhau nữa để thanh lý hợp đồng nhé. Trong kinh Pháp Cú đó, hai người đàn bà ân oán với nhau 500 kiếp làm cầm thú. Người này sinh ra làm con chuột, thì người kia sinh ra làm con mèo, đi kiếm chuột đó ăn cho nó hả giận. Thế thì có khi nào mà chúng ta vô minh tới cái mức mà giận ai để sinh ra làm cầm thú 500 kiếp không thưa chư vị? Cẩn thận á, có nha. Giận hoặc thương, hai trạng thái đó đều tái sanh gặp nhau nữa. Cho nên phải thận trọng, thận trọng tối đa. Ngày hôm nay á, là cái ngày đúng thời vụ, giống như quý vị có cái hạt giống thiện, có phân bón, có các điều kiện tốt,
nên làm một cái việc thiện gì đó nhỏ nhỏ đi, không cần nhiều. Khởi tâm đem cho một cái sư cô nào đó bệnh nghèo thuốc men hoặc là miếng bánh hoặc là làm bất cứ việc gì thiện, phát tâm đi. Ngày hôm qua ngày hôm nay là hai ngày nó đúng thời vụ, không? In kinh cúng dường bố thí phóng sanh. Còn nếu không làm gì được nữa thì tự đem cái thân mình cúng dường. Đem thân cúng dường là sao thưa chư vị? Là giữ cho nó thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ, không ăn luôn, uống nước, tĩnh tâm quán chiếu nội, coi tham sân si phiền não các nghiệp, các cái việc mình làm, việc thiện việc ác, coi kỹ, tu tập một ngày, ngày đó tĩnh tâm đó. Cũng là pháp cúng dường đấy. Mà cái pháp cúng dường tu tập tĩnh tâm đó, là pháp cúng dường cao thượng nhất trong các pháp. Bố thí in kinh trì giới không bằng cái pháp cúng dường cái thân và tâm thanh tịnh một ngày, vô cùng thù thắng quý vị. Cố gắng tĩnh tâm, tìm chỗ vắng trong phòng, đóng cửa lại, thử không ăn ngày nó không chết, không chết đâu. Và soi vào bên trong, soi bên trong nội tâm của mình, coi tham sân si phiền não còn không. Và đó là cái pháp cúng dường tối thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau.